sau cái nguyên nhân gây chúng ta bị mụn hẫng, mụn đầu đen, mụn đầu trắng. Tôi, bác sĩ Đào Kim Ngân, bác sĩ thẩm mỹ nội khoa, chuyên gia trẻ hóa vùng kín, trẻ hóa da và giảm béo. Hôm nay bác sĩ sẽ chia sẻ với các bạn 6 cái nguyên nhân mà các bạn có cái tình trạng mụn cứ bị lặp đi lặp lại, cứ bị tái lại, hoặc là tình trạng mụn hẫng trên da kéo dài mà chúng ta điều trị hoài không có khỏi. Các bạn biết rằng tình trạng mụn hiện nay ở chúng ta thì rất là nhiều, nhất là ở cái lứa tuổi dậy thì và các bạn mà đang học sinh sinh viên. Và ngoài ra thì còn một số cái nguyên nhân khác, ví dụ như là nguyên nhân của chúng ta, da chúng ta nhạy cảm hoặc da chúng ta bị nhiễm một số cái chất hóa chất như là corticoid, nhiễm chì và thủy ngân thì nó gây ra tình trạng là mụn rất là nhiều. Và nhất là mụn ẩn có thể là ở hai bên má, có thể ở trán và có thể ở cằm và thậm chí có người ở mụn lưng. Vậy thì phải kể đến nguyên nhân đầu tiên là do cái gì? Đầu tiên chúng ta phải kể đến đó là do chúng ta sử dụng khẩu trang. Chúng ta sử dụng khẩu trang hiện nay, nhất là cái thời buổi mà đang có cái dịch Covid hoành hành như thế này, chúng ta phải đeo khẩu trang thường xuyên. Đeo có thể là khẩu trang y tế, có thể là khẩu trang vải. Nhưng mà chúng ta đeo khẩu trang, chúng ta lại không có thay khẩu trang thường xuyên. Chúng ta không có giặt khẩu trang mỗi ngày. Nên là cái khi mà chúng ta mang như vậy thì cái vi khuẩn, cái lượng dầu khi mà các bạn bị da mụn thì cái thường thường là các bạn có cái lượng là tăng tiết dầu. Tăng tiết dầu nó sẽ làm cho dễ bị mụn, và vi khuẩn thì nó dễ sinh sôi nảy nở. Và khi chúng ta mang khẩu trang một thời gian dài và chúng ta không có thay, chúng ta không có giặt sạch, thì con vi khuẩn khi hơi thở chúng ta thở ra rồi chúng ta bị nhiễm khuẩn, thì cái vùng chúng ta đeo khẩu trang, nhất là ở hai bên má này, thì nó dễ, rất là dễ sinh ra mụn. Bởi vậy cái lời khuyên cho các bạn là để phòng ngừa mà do cái đeo khẩu trang thì chúng ta phải thay khẩu trang ít nhất một ngày một lần. Và cái khẩu trang, nếu mà khẩu trang y tế thì chúng ta bỏ đi, còn nếu khẩu trang vải thì chúng ta phải giặt sạch. Cái nguyên nhân thứ hai đó là chúng ta không thay vỏ gối. Chúng ta biết khi chúng ta nằm gối mỗi ngày thì cái lượng dầu tiết ra nó cũng dính vào vỏ gối, và từ cái đó thì cái vi khuẩn nó cũng sinh sôi nảy nở, và đó cũng là một cái nguyên nhân khi chúng ta tiếp xúc với vỏ gối thì nó cũng sẽ gây ra mụn. Nên là chúng ta phải nên thay vỏ gối thường xuyên. Nếu mà chúng ta tốt nhất lý tưởng là 2 ngày chúng ta thay vỏ gối một lần. Còn nếu các bạn thấy rằng cái việc thay vỏ gối nó quá phiền phức với các bạn thì các bạn có thể sử dụng một cái khăn mỏng, chúng ta lót trên cái vỏ gối và chúng ta thay, chúng ta giặt mỗi 2 ngày một lần. Thì cái khăn đó tốt nhất thì các bạn có thể sử dụng cái chất liệu bằng vải cô tông để cho nó thấm hút nước tốt. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng một cái vải bằng chất liệu tơ. Tơ lụa thì nó sẽ làm cho da của chúng ta được mềm mịn và nó cũng chống nhăn rất là hiệu quả. Một số kinh nghiệm của một số người thì người ta thấy rằng là nếu mà chúng ta lót bằng cái mặt vải tơ lụa thì nó cũng làm giảm cái nếp nhăn cho chúng ta. Và dĩ nhiên thì vấn đề sạch sẽ vệ sinh cái khăn thì nó dễ hơn là chúng ta phải thay cái vỏ gối thường xuyên. Thứ ba, ngày chúng ta đi xe, chúng ta đeo, chúng ta đội cái nón bảo hiểm thì cái vùng dây đeo của cái nón bảo hiểm nó cũng là một cái nguyên nhân hàng ngày nó tiếp xúc với da của chúng ta và nó cũng bị dính mồ hôi, nó dính cái chất dầu trong này. Thì khi cái chất dầu dính vào cái nón bảo hiểm lâu ngày chúng ta không vệ sinh sạch thì nó là một nguyên nhân gây mụn ở hai cái bên vùng quai hàm của chúng ta. Nên là chúng ta cũng nên vệ sinh, giặt sạch sẽ cái quai nón bảo hiểm một cách thường xuyên. Cái nguyên nhân thứ tư đó là chúng ta hay có thói quen ngủ nghiêng. Thì một số bạn hay ngủ nghiêng một bên, thì đa số cái tình trạng mụn mà do tăng tiết dầu nó sẽ bị mụn hai bên má, nó bị hai bên má và nó bị có khi cả cái khuôn mặt. Nhưng mà nếu chúng ta có thói quen chỉ có ngủ nghiêng một bên thôi thì cái bên mà tiếp xúc với cái vỏ gối đó lâu ngày thì nó cũng cái dầu nó tiết ra và nó dính vào cái vỏ gối. Nó dính vào gối xong rồi vi khuẩn ngày càng sinh sôi nảy nở và nó thấm ngược trở lại da chúng ta, nó kích thích lên da, nó sẽ làm tình trạng mụn ở bên má. Những cái bạn mà có thói quen ngủ nghiêng một bên thì sẽ bị cái mụn của cái bên nghiêng đó nhiều hơn là cái bên còn lại. Cả cái vỏ gối này khi mà nó dính vô cái gáy chúng ta cũng sẽ mụn vùng gáy hoặc là những cái vùng khác nữa. Nếu mà có thói quen ngủ nghiêng thì hoặc là chúng ta đổi thói quen nằm ngửa ra, hoặc là chúng ta cũng phải vệ sinh cái vỏ gối thường xuyên, hoặc là thay cái vỏ gối mỗi 2 ngày một lần, hoặc là chúng ta sử dụng cái khăn lót giống như tôi mới hướng dẫn ở trên. Cái nguyên nhân thứ năm đó là skin care không có đúng cách, tức là chúng ta chăm sóc da không đúng cách. Da chúng ta gồm có 5 loại là da thường, da khô, da dầu, da hỗn hợp và da nhạy cảm. Thì đa số ở Việt Nam chúng ta thì cái thuộc là cái dạng da hỗn hợp. Da hỗn hợp tức là sao? Chúng ta sẽ bị dầu ở vùng T-zone.
là cái vùng trán, mũi và cằm, và chúng ta bị khô cái vùng uzon, tức là cái vùng hai bên cái cằm này. Và khi chúng ta chăm sóc mụn, bị mụn là lượng dầu tiết ra nhiều, chúng ta sử dụng những cái loại mà sản phẩm để mà kiềm dầu, làm cho giảm cái tiết dầu, thì vô tình chúng ta lại làm cái vùng hai bên cái vùng uzon này nó sẽ bị khô thêm. Vậy thì cái cách chăm sóc của chúng ta là sao? Là chúng ta phải cái vùng dầu, vùng T-zone này, chúng ta phải rửa. Khi chúng ta rửa mặt thì chúng ta sẽ rửa cái vùng T-zone này trước, và sau đó chúng ta mới nhẹ nhàng rửa qua vòng uzone. Và khi chúng ta bôi sử dụng cái sản phẩm trị mụn thì chúng ta cũng bôi cái vùng T-zone này trước, sau đó chúng ta tán mỏng, thật là mỏng thôi, ở cái vùng uzone. Thì cũng đó là một cái cách chăm sóc da. Nếu chúng ta chăm sóc da đúng cách thì chúng ta cũng hạn chế được tình trạng mụn ẩn. Cái nguyên nhân thứ 6 rất là nhạy cảm, đó là kiss, tức là hôn. Nếu mà chúng ta hôn nhiều lên má, thí dụ chúng ta có bạn trai, bạn gái, chúng ta thường xuyên hôn lên má, hoặc là chúng ta dùng tay, chúng ta sờ lên má, thì cái tay của chúng ta thực sự thì nó rất là dơ các bạn, nó rất là nhiều vi khuẩn. Nếu chúng ta không rửa tay thường xuyên thì cái lượng vi khuẩn trên tay này chúng ta rất là nhiều. Thì khi mà chúng ta sờ lên má hoặc là chúng ta có thói quen hôn nhiều lên má thì cái vi khuẩn ở ngoài, ở tay và ở miệng của cái người bạn đó nó sẽ tác dụng lên cái vùng da mặt của chúng ta, và đó cũng là một nguyên nhân gây mụn. Các bạn thân mến, 6 cái nguyên nhân tôi vừa trình bày thì các bạn thấy sao? Nó có lý thú không vào các bạn, và mắc vào phải những nguyên nhân nào? Nếu các bạn cảm thấy là mình dính một hai cái nguyên nhân nào đó thì các bạn nên sửa đi nhé, để mà chúng ta hạn chế cái tình trạng mụn của chúng ta. Nếu các bạn thấy rằng cái video của tôi, chia sẻ của tôi nó lý thú, xin các bạn hãy thả tim, hãy like, hãy chia sẻ và đăng ký kênh của tôi, kênh YouTube của bác sĩ Đào Kim Ngân, để các bạn sẽ sớm nhận được những video tiếp theo của tôi một cách sớm nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.